Java gần như là không có bị downtrend mà chỉ thấy có uptrend. Java là một cái ngôn ngữ lập trình ra đời từ rất lâu rồi và với một cái mục đích đó là viết một lần và có thể chạy trên nhiều nền tảng. Mặc dù là một cái ngôn ngữ rất là lâu đời nhưng mà Java vẫn là một cái ngôn ngữ được sử dụng rất nhiều cho đến ngày nay. Và theo cái xu hướng bây giờ ấy, thì như mình thấy là Java gần như là không có bị downtrend mà chỉ thấy có uptrend. Các bạn học Java ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng nó để làm các cái ứng dụng như là mobile. Mobile chúng ta có lập trình Android sử dụng ngôn ngữ lập trình Java. Các bạn có thể học Java để làm các cái ứng dụng desktop, Swing. Hay là các bạn có thể học Java để chúng ta có thể làm các cái ứng dụng backend, web tại các cái doanh nghiệp. Và đặc biệt là trong cái lĩnh vực tài chính ngân hàng thì Java được ứng dụng rất là nhiều bởi có độ bảo mật cao. Thì lập trình viên Java thì thường có mức lương khá là cao so với mặt bằng chung. Đối với những bạn mới học ấy, nếu như chúng ta đủ kiên trì ấy, thì hoàn toàn có thể tự học được. Tuy nhiên thì lời khuyên thực sự của mình là các bạn nên có một cái người hướng dẫn. Bởi vì Java nó được sử dụng trên rất nhiều nền tảng nên là cái gọi là các lĩnh vực của nó được áp dụng rất là rộng và nó có rất nhiều các cái công nghệ cũng như các cái biến thể khác nhau. Nên là với một người mới học thì chúng ta gần như là khi mà mới học thì các em sẽ không biết là bắt đầu từ đâu. Đó, nếu như có một người định hướng và hướng dẫn chúng ta thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều.